quay trở lại với kênh channel của Đài Trang. Chủ đề trang điểm kỳ này mình sẽ chọn là trang điểm tông tím hồng với sắc hồng tím lãng mạn nhưng cũng không kém phần quyến rũ và đầy cá tính. Các bạn có thể sử dụng make up lúc này để đi ăn tiệc tối hoặc là đi chơi cùng bạn bè. Những ai yêu sắc tím mộng mơ thì không cần phải lo ngại gì nữa. Cách phối màu mắt như thế nào cũng giống như là hoàn thiện vẻ ngoài của mình như hiện giờ mình đang có đây. Thì sau khi cùng mình xem hết clip, hy vọng các bạn sẽ thành công trong make up này nhé. Nào chúng ta cùng bắt đầu thôi. Bước đầu tiên chúng ta sẽ làm sạch da với nước tẩy trang của Nivea. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng kem lót. Chấm đều 5 điểm. Thoa đều. Sau khi các bạn đã thoa kem lót xong thì chúng ta sẽ đến bước tiếp theo, đó là kem nền. Ngày hôm nay mình sẽ sử dụng cushion của The Face Shop có chứa collagen. 5 điểm trên khuôn mặt nha. Sau đó các bạn nhậm đều ra. Tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng kem che khuyết điểm của Essence để che đi vết thâm mụn, lỗ chân lông cũng như là vết đỏ, mụn đỏ trên mặt của mình nhé. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng bông mút để tán đều ra. Bước tiếp theo chúng ta sẽ dùng phấn phủ của The Face Shop. Phủ một lớp phấn dưới cổ nữa nha các bạn. Vậy là xong bước nền của mình rồi. Tiếp theo mình sẽ qua phần chân mày. Cọ brow của The Face Shop. Chuốt cho đều màu lại nha các bạn. Phần đầu chuốt ngược ra để cho đầu chân mày trông được tự nhiên nhé. Sau đó mình sẽ dùng một cái cọ đầu xéo và chấm một chút phấn phủ để viền lại những phần phấn bột còn lem của chân mày nhé. Ok, sau khi các bạn đã vẽ chân mày xong, chúng ta sẽ đến phần mắt. Vì hôm nay chủ đề của chúng ta là trang điểm theo tông tím, cho nên hôm nay mình sẽ chọn màu tím là màu chủ đạo cho đôi mắt của mình hôm nay. Thì hôm nay mình sẽ sử dụng hộp phấn mắt mà mình mới vừa được mẹ tặng, đó là của hãng Queenie. Ok, đây là dòng Glamour Colors Hyper Cosmos Eyeshadow. Thì trong cái hộp bé bé xinh xinh này chúng ta sẽ có những màu sau đây. Và đây cũng là lý do mình chọn chủ đề hôm nay là trang điểm theo tông tím. Tại vì trong cái hộp này, khi các bạn mở hộp, các bạn sẽ thấy mình có 4 màu mà trong đây là hết 2 màu tím, một màu tím nhạt, một màu tím đậm, một màu hồng phấn xinh xinh và một màu trắng dùng để nhấn khóe mắt. Có một cái cọ bé bé xinh xinh như thế này. Nhưng mà cái cọ này thì vì nó quá bé đi cho nên là mình cũng khó để sử dụng. Thì mình đã sắm một bộ cọ mới. Ta-da! Đây là bộ cọ đánh mắt gồm có 7 cây. Thì hôm nay mình sẽ sử dụng bộ cọ đánh mắt 7 cây này để hướng dẫn cho các bạn trang điểm theo tông tím. Các bạn thấy 7 cây cọ của mình mỗi đầu
có kích thước lớn nhỏ khác nhau, cũng giống như là cái độ xù hoặc là độ bè khác nhau, thì chúng ta sẽ sử dụng từng bước một nhé. Đương nhiên thì có một số các trang điểm các bạn không cần phải sử dụng hết 7 cây cọ này đâu. Tuy nhiên thì mỗi một bộ phận của mắt chúng ta sẽ sử dụng một cây cọ khác nhau để cho mắt long lanh hơn nhé. Trong bất kỳ kiểu đánh mắt nào cũng vậy, các bạn cũng nên sử dụng một cái màu gọi là màu trung tính để mình đánh hết phần bầu mắt. Mình sẽ sử dụng màu hồng phấn nhạt để đánh hết phần bầu mắt. Cái cọ mình sử dụng là cọ đầu hơi tròn tròn, hơi nhiều lông như thế này thì mình mới tán hết phần đầu mắt nha các bạn. Ok, chúng ta bắt đầu luôn nhé. Và các bạn sẽ lấy màu hồng, mình sẽ đánh hết cái phần bầu mắt nhé. Wow, tông hồng nhẹ lên rất là đẹp. Sau đó các bạn sẽ sử dụng cây cọ nhỏ hơn, mình sẽ sử dụng màu tím nhạt để mình đánh cái phần đầu, 2/3 đầu mắt. Các bạn thấy lên màu rất là đẹp đúng không? Rồi sau đó mình sẽ sử dụng màu tím đậm để mình nhấn 1/3 đuôi mắt. Sau đó các bạn sẽ viền lên phía trên giống như hình chữ V. Rồi, các bạn thử so sánh mắt bên này và mắt bên này xem có sự khác biệt nào không. Đương nhiên, mắt bên này các bạn thấy to hơn mắt bên này rồi đúng không? Và nó có điểm nhấn hơn. Rồi, đây chưa phải là bước kết thúc của mình ha. Sau khi mình đã đánh hết 2 cây cọ rồi, các bạn sẽ sử dụng cây cọ thứ 3, có đầu tròn và hơi bự. Mình sẽ blend các màu này lại hòa vào với nhau để cho không thấy rõ rệt các màu lắm, thì lúc đó mắt mình trông sẽ được tự nhiên hơn. Thật là kỳ diệu đúng không nào? Tiếp theo mình sẽ sử dụng một cây cọ đầu nhỏ hơn. Cái cọ này sẽ giúp mình viền mắt dưới. Hồi nãy các bạn đã lấy màu hồng đầu tiên, bây giờ mình sẽ lấy màu hồng đầu tiên nhé. Mình sẽ viền mắt dưới từ trong ra ngoài. Các bạn sẽ đánh sát đường chân mi nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ lấy màu tím nhạt để viền 2/3 đầu mắt. Sau đó chúng ta sẽ lấy màu tím đậm để viền 1/3 đuôi mắt. Các bạn hơi kéo cọ theo đuôi mắt đi ra ngoài một chút xíu sẽ giúp cho mắt của mình to hơn. Như thế này là được rồi. Mình sẽ làm mắt tương tự nha. Tinh! Các bạn ơi, sau khi mình đã đánh xong 2 mắt của mình thì các bạn thấy như thế nào? Có điểm nhấn hơn đúng không nào? Rồi, để cho mắt mình long lanh hơn, có điểm nhấn hơn thì bây giờ mình sẽ lấy một cây cọ đầu nhỏ hơn và lấy phấn nhũ trắng, hơi nhũ một chút xíu thôi ha. Mình sẽ chấm vào phần khóe mắt để cho mắt mình được to hơn. Ok, vậy là xong phần mắt rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ qua kẻ eyeliner nhé. Xong rồi, bạn nào có thể cho mình biết sự khác biệt giữa trước và sau kẻ eyeliner là gì? Đó là mắt của mình trông to hơn và sâu hơn rất là nhiều. Với bạn nào mắt một mí hoặc là mí lót, các bạn có thể gắn kính mí. Còn mình thì mình cảm thấy tự tin đối với đôi mắt hai mí của mình rồi, cho nên là bây giờ mình sẽ qua phần chải mascara và bấm mi nữa là xong phần mắt nha các bạn. Các bạn đừng quên chuốt hàng mi dưới của mình nha.
xong. Sau khi mình đã chải mascara và bấm mi, các bạn thấy đôi mắt của mình như thế nào? Long lanh hơn đúng không? Tiếp theo chúng ta sẽ viền cái xương chân mày một chút xíu bằng cọ nhỏ xíu này nhé. Và chúng ta sẽ lấy một chút xíu phấn nhuận trắng để viền xương chân mày. Vậy là xong phần mắt rồi các bạn. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần tạo khối nha. Bạn tạo khối. Và hôm nay mình sẽ sử dụng một cái cọ đầu xéo hơi dài như thế này để mình tạo khối nha các bạn. Sẽ lấy một chút xíu phấn nâu để mình tạo khối phần sống mũi trước. Lấy một cây cọ khác, mình sẽ lấy một xíu phấn trắng để mình làm cho cái sống mũi mình cao hơn nha. Nhấn phần đỉnh mũi là phần mắt sáng nha các bạn. Nhấn trung. Cầm. Sử dụng một cái cọ lớn hơn để mình highlight phần chữ T. Bây giờ mình sẽ tạo khối xương khuôn mặt của mình để trông gật mặt của mình gọn gàng hơn nha. Phấn trắng để highlight vùng xương gò má và phần dưới mắt nha các bạn. Vậy là mình đã xong phần highlight rồi. Tiếp theo là phần má hồng, sau đó là son môi. Sau đó thì các bạn sẽ xem thành quả sau khi mình trang điểm tông tím nhé. Hôm nay mình sẽ sử dụng son của MAC. Màu này theo thiên hướng hồng hồng tím tím. Bạn xem sau khi mình đánh cây son này lên thì sẽ trông như thế nào nha. Wow, đây là chất son lì cho nên làm cho môi của mình rất là căng và cảm giác như là từng cái thớ da trên cái môi của mình được bao phủ trọn vẹn em mát. MAC. Sau đó thì mình sẽ còn một chút xíu son bóng. Các bạn đợi mình làm tóc nữa và mình sẽ đón xem thành quả nhé. Các bạn ơi, các bạn thấy phần finish trang điểm tông tím của mình như thế nào? Những bạn yêu sắc tím mộng mơ có thể chọn makeup lúc này để đi ăn tiệc hoặc là đi chơi với bạn bè. Hy vọng các bạn sẽ thành công. Và nhớ comment cho mình biết nếu các bạn nào đã thực hiện được kiểu makeup nút tông tím mộng mơ lãng mạn nhưng không kém phần cá tính này nhé. Nhớ nhấn like và subscribe và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video clip lần sau.